chào tất cả mọi người, hiện tại tôi đang có mặt tại đường Lê Đức Thọ, ngắm quang cảnh ở đường phố đây. Thời tiết bây giờ là buổi trưa, là nắng hơi chói chang, mọi người đi lại cũng tương đối ồn ào. Cây cối rất đẹp. Bên kia có tòa nhà rất đẹp. Điểm này là điểm tiếp giáp sân vận động Mỹ Đình mọi người nhé, tiếp giáp đường Lê Quang Đạo. Còn mặt này nó là tiếp giáp với là đường Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi và chạy thẳng ra là Hồ Tùng Mậu. Bây giờ nắng cũng nhạt dần rồi và quang cảnh rất vô cùng tuyệt vời. Ở giữa đường phố là có hàng dừa rất vô cùng trong xanh, mát mẻ. Nếu mọi người thấy video này hay thì nhấn nút like, chia sẻ cho mọi người cùng xem, đăng ký kênh và nhấn thông báo để theo dõi các video mới nhất của mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.